Bởi các bác là còn nguyên thùng xốp thì cũng chẳng phải biết đây, phải giới thiệu như nào, nói như nào. Ở ngoài nó sẽ to hơn nhé bác nhé, nó to hơn trong máy quay của em. Mặc dù máy quay của em đã cố zoom lên rồi nhưng không hiểu sao cái ống kính nó cứ thu nhỏ. Nhưng đôi loa lại, đôi loa này chiều phía sau có chiều cao 40, phía trước này có chiều cao hơn 30, chiều sâu nó 30, chiều ngang nó tầm 22. Đây là đôi loa BMW KW CDM1NT, hàng mới nguyên thùng, không phải hàng bãi bác nhé, hàng mới nguyên thùng, hàng mới hàng xịn nguyên thùng luôn, hàng mới đây. BMC DM1 Made in England bác nhé, Made in England hai cầu. À, đôi loa này để cho bác mức giá 19 triệu 900 nghìn. Bác tham khảo thoải mái đi. Đây còn nguyên thùng nhá. Số của em đang kê dưới. Hôm nay em dòng này các bác cứ ghép với âm ly rốt theo bác, chú ý em nhá. Rốt theo cho em. Cứ rốt theo cho em bác lấy âm ly rốt theo nó vừa hợp túi tiền. Hôm nay em hết rốt theo em phải ghép tạm với con âm ly Advan này. Con này nó không hợp hợp với nó lắm. Còn con này mà nghe rốt theo nó cho những cái giải trầm giải nó rõ từng giải nó mà ấm mềm luôn bác ạ. Đấy. À, nguyên thùng của nó đây. Thùng còn nguyên thùng luôn ạ. Nguyên thùng, nguyên siêu, nguyên tem hết. Nguyên thùng, nguyên siêu, nguyên tem. Mức giá để cho bác mức giá 19 triệu 900 nghìn. Mặc dù là cái giá đấy nó phải cả năm, hơn một năm nay đã có giá đấy rồi. Đợt này thì nó do dịch dịch bệnh xong rồi là chiến tranh nên là cái giá nó cũng có đội lên vài trăm, nhưng mà thôi. Bác ạ. Đã ở trên kênh đã đặt một cái mức giá đấy rồi thì lại phải đặt. Hôm trước có về hai đôi, hôm trước em có về hai đôi đồ đấy, nó lên đợt đấy những cái cao thật, lên hơn 20, lúc hơn 20 triệu đấy. Xong cuối cùng các bác bảo ôi giá trước đã bán rồi thì lại vẫn phải để giá cũ, nên tóm lại là thôi nói thế cho các bác nhé. Bởi vì kênh của em là em khai giá vậy, cái giá đấy em để ở trên kênh luôn chứ em không bao giờ em xóa ấy. Chính vì vậy nên là các bác nắm được hết giá rồi nên em Tuấn nói luôn như vậy cho nhanh, cái không phải úp mà mở thì nó mất việc đấy. Sau đây mời các bác đến với cái bản test. Thì như em đã nói rồi, ở đôi loa này nếu mà test với cái âm ly này nó không được hợp bằng rút theo, nhưng mà cứ test cho các bác một chút cho nó nghe cho nó hay, cứ rút rút theo nghe mới đỉnh. Rút dòng này bác cứ rút theo cho em, mời các bác ạ. Đấy. Xa xưa nay đã đi vào quên lãng, trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi. Ngày mình yêu anh đâu hay tình ta gian dối để bước phong trần tha hương, em khóc cho đời viện xưa. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa. Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, một phút tim em hững hờ, trọn kiếp anh vương sầu nhớ. Nói đi em, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng được nên thơ, cuối cùng là tình bơ vơ. Cho anh xin một đêm chăn trôi, tìm đống cho tàn năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn,
khóc cho duyên hững hờ. Anh chết trong mộng ngày thơ. Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, một phút tim em hững hờ, trọn kiếp anh vương sầu nhớ. Nói đi em, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình say ước mơ cho ngày mộng được nên thơ, cuối cùng là tình bơ vơ. Cho anh xin một đêm trăng trôi, tìm đông cho ta năm xưa, dâng hết cho lần yêu côi. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng ngày thơ. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng. Thôi em Tuấn xin tạm dừng nhé. Chào các bác nhé. Đôi loa CDM1NT, một đôi loa thương hiệu rất là nổi tiếng của Anh Quốc. Dòng này với lại tai noi là quá nổi tiếng Anh Quốc rồi. Tai noi thì báo cáo các bác là nó cũng là dòng cao cấp, có cao cấp hơn con này cơ. Nhưng tai noi nó lại không được người dùng chuộng bằng con này là tại sao? Con này nó rất dễ ghép âm ly. Và cái hai là cái âm ly ghép cho nó rất là hợp tiền túi tiền. Nhưng riêng các bác mà mua một đôi tai noi như này chẳng hạn tầm 10 triệu hay 20 triệu này, thì bác phải bỏ ra 30 triệu, 2-30 triệu trở lên để mua âm ly đánh cho nó. Đó. Nhưng đôi này bác bỏ ra tiền ra tầm 30 triệu hay 40 triệu, nhưng bác chỉ cần bỏ âm ly 5-7 triệu đến 10 triệu đã đánh được rồi. Đó. Nên là dòng này rất được nhiều khách hàng, gọi là rất nhiều khách hàng đón nhận. Đấy, ok chưa? Rồi, chào các bác nhé.